giới thiệu anh em, đây là công việc hàng ngày của anh em chúng tôi, mò cua bắt ốc bắt cá. Ui giời ơi, nhiều chưa? Con này con gì anh ơi? Con bò. Bây giờ em sẽ phải làm, em sẽ hôm nào sẽ làm một kênh YouTube riêng cho nhóm của mình. Còn anh Mạnh sẽ làm kênh YouTube chuyên về máy lổ máy phát. Để sau này chết người ta để đời lại, tao chết tao để lại cái này cho thiên thiên hạ xem. Con này có gì anh? Ui đực này. Ghê. Con này lên đại ca ấy. Quay! 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 Các bạn ơi, đến đây nhá, các bạn cứ đến nhà tôi nhá, cứ thò tay vào cái bể này móc lên nhá. Cái cái nhà tôi nuôi ở trong bể này ấy, nhiều lắm, các bạn cứ đến mà lấy nhá. Ai xin xô chậu cứ cầm xô chậu đến đấy. Các bạn không phải ra sông làm gì vất vả đâu, đến nhà tôi ấy, bể tắm này. Cứ thò tay móc vào từng đây này, không ngại đâu này, bắt tí được đống này. Bắt có tí được đống này, thùng này nhiều chưa? Này, nhiều không anh? Không bao giờ hết. Lần sau anh có bắt chưa? Anh ở đâu đến đấy anh ơi? Anh Vũ Hán. À Vũ Hán đến đâu? Trời ơi, anh ở Vũ Hán đến thì ai chơi? Ai nhảy dụ không anh? Đi đâu mà đi chả gì? Tầm này đi đâu ấy, chỉ điên cắp chứ đi đâu. Hết bắt cá bắt tôm rồi, bắt đầu đi lùng sục. Đi ăn cắp đi. Kiếm ăn qua ngày. Sao anh? Khả Thi là nhà em chị à? Nó dễ hơn cái xe nhỏ của mình ấy. Cái xe nhỏ mới lật, cái xe ba bánh này không bị lật. Học đâu? Dạ? Học đâu? Gì? Học làm thuyền đâu? À thuyền á? Thuyền thì đơn giản. Đi dân đấy, vừa bố dân đấy. Vâng, có thế không? Đưa 500 đi tí anh là tiền. Họ trang. Trà đâu mình tìm trà tao đâu biết đâu. Tao ở nhà. Có đồ ăn uống muốn rồi đâu. Thế là tao hỏi. Tao có tiền đâu? Giờ tiền nó hết sạch rồi, đâu biết còn gì đâu. Giờ tao còn gì? Đủ người. Còn được 150 thì giả tiền hàng hết 120. À 130 chứ, còn lại 20. Con này bán thì ai mua không nhỉ? Chỗ này được mấy trăm anh? Này 500. 500 mua thì được. 500 không thể mua chỗ này được. Ở thành phố Hải Phòng 500.000 không mua được. Nếu chỗ khác có thể mua được. Đúng không? Nếu chỗ khác thì mua được 500 chỗ này, nhưng riêng thành phố Hải Phòng không mua được. Đúng không anh? Đúng anh? Nếu chỗ khác nhà quê thì anh mua được, như nếu như trong thành phố Hải Phòng anh bỏ 500.000 chỗ này không thể mua được. Đấy. Thả ra nó ấy đấy. Thả ra nó sôi hết. Tôi dưới kia bắt hắn luôn. 500.000 chỗ này mà làm cái thì không thể mua được. Chỗ này đến tiền triệu nếu như mua trong thành phố Hải Phòng. Đúng không anh? Tiền triệu, nếu bán là tiền triệu. Bây giờ mình ở thành phố là 5-7 trăm. Không mua được. Em anh một lạng bé tí là mấy chục rồi. Cây này mua vào ngày 6 anh Thân. Ở ngay ấy đấy, ngay chỗ ngay gần ra chân cầu rào, tôi bán xe thứ gì các loại luôn. À, ngay gần mới chân cầu rào hả? Đến cái gần nối cua ra, ở đi thẳng đường ra gần nối cua ra. Về nhà đi, qua phải trả lấy tiền để đi mua đồ đi. Còn đứng đây thì đợi đến bao giờ? Không, để anh điện, À, nó đang sang cái đất mới. Nó đang sang cái đất mới, để đấy, đợi tí. Sang cái nhà bên kia đang bán nhà kia mà. Nhiều các bạn. Thôi là cùng về nhà để ngủ.